Rồi, cô ví dụ như từ này nè con, kết thúc bằng b l e thì mình sẽ đọc là, từ a thì đọc là a. Rồi, từ này sẽ đọc là able. Ví dụ như mình có từ gì nữa nhỉ? Apple. À, apple, đúng rồi. Đấy, apple. Ơ, tại sao không có chữ bờ? Này là chữ b, này là chữ b phở con ha, apple. Apple thôi. Rồi những cái từ mà con có thể gặp đó, ví dụ như từ table, apple. Rồi tiếp theo. Tiếp theo, look at Alex. Look at Alex. What is Look nhìn vào Alex ha. What is Alex throwing? at Anna. Throwing có nghĩa là cô đang làm gì con? Ném gì đây? Throwing the ball, throwing the ball. Nghĩa À đúng là rồi, ném bóng Alex. gì cô? Ném bao. Is throwing. Ném Rồi, bao. viết đáp án của con lên. Write your answer. Is Con chỉ throwing. cần ghi từ bóng thôi à? Đúng rồi, con ghi từ bóng thôi là được rồi. Ok. Bồn nha, bờ A L L đúng. Yes, that's correct. Okay. I can see your answer. Correct. And the last question, và câu hỏi cuối cùng. Look at Lucy. What is she drawing? Vẽ À bánh đúng rồi, vẽ. What is she vẽ da 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 cô quay lại cái bài kia đi cô đang? À, câu cuối cùng ha, quay lại bài Lucy. C đi. À, Lucy is đang gì con? Drawing là vẽ gì đây? Drawing dot 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 chấm chấm chấm. Rồi, đáp án của bạn Đức Anh là gì nào? Đáp án của con nó chính là vẽ sư tử. À, sư tử là gì con? Sư tử nghĩa là lần À, lion. là Ok, write your answer. lion. Con đã đọc ra rồi, Đọc ra mà chưa biết biết hả? con đã học cái đấy đâu Rồi, lion. này, L. là À, đúng rồi. L. L A. Đúng rồi, bắt đầu bằng chữ L ha, bắt đầu bằng chữ L trong tiếng Việt. L Lion, ok, lion, honor, đúng rồi, nhưng mà sai chữ gì con? Sai một từ. Thay thế chữ gì con? Thay thế chữ A bằng chữ. O Đúng rồi, thay thế chữ A bằng chữ Y cho cô ha, lion. Lucy is drawing lion, đang vẽ con sư tử. biết đâu con được rồi. Rồi, nhưng mà cô biết hộ thì phải nhớ từ vựng nha. Nhớ là mình sai. Lúc nãy là mình sai ở điểm nào con? Sai chữ A thành chữ Y. Ok. Rồi hôm nay thì mình sẽ học tới đây thôi. Hôm sau thì mình sẽ học tiếp ha. Học Học ngắn hôm nay thấy học ngắn quá hả? Chưa đủ thời gian hả? ngắn. Ok, goodbye. See you next time.